Xin chào quý vị, chương trình truyền hình trên kênh 7 tối nay thứ Bảy ngày 8 tháng 3. Xin mời quý vị theo dõi những tiết mục sau đây. 19 giờ siêu quậy Tí Hon, 19 giờ 30 phút khám phá, 19 giờ 50 phút tình thế giới, 20 giờ ngôi nhà mơ ước, 20 giờ 30 phút chuyện không của riêng ai, 21 giờ chinh phục đỉnh Everest, 21 giờ 10 phút cười chúc chơi, 21 giờ 20 phút phim truyện Việt Nam Tình yêu pha lê tập 1, 22 giờ 15 phút tình trong nước, 22 giờ 30 phút chiếu phim truyện Hồng Kông Long Phụng Hòa Duyên tập 3, 23 giờ 30 phút tình của ngày tình thế giới tình thể thao, 23 giờ 55 phút ca nhạc dân tộc nhịp cầu quê hương. Chương trình rạng sáng ngày 9 tháng 3 gồm có những tiết mục sau đây. 0 giờ 40 phút sân khấu về khuya cải lương sông đất đầu năm, 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam giọt đắng tập 9, 3 giờ 30 phút thế giới giải trí, 3 giờ 45 phút giai điệu bốn phương. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình truyền hình tối nay.